Anthony Joshua nhận đề nghị khổng lồ cho trận thống nhất đai với Wilder hoặc Fury. Anthony Joshua được sự hậu thuẫn rất lớn từ đối tác cho trận siêu đại chiến với người thắng trong màn tài đấu giữa Tyson Fury và Dan Wilder. Chiến thắng trước Andy Ruiz tại Diras Arena hồi tháng 12 năm ngoái giúp Anthony Joshua đòi lại 4 đai vô địch hạng nặng. Hiện nay tay đấm người Anh chỉ còn thiếu mỗi đai WBC đang nắm giữ bởi Dan Wilder. Trong chia sẻ trên Skypod, Ông bầu Eddie Heer cho hay Joshua đang nhắm tới trận thống nhất đai hạng nặng với đối thủ là tay đấm giành chiến thắng ở màn tái đấu giữa Welder và Tyson Fury diễn ra vào ngày 22 tháng 2 tới đây. Chúng tôi phải nỗ lực và biến trận đấu tới thành hiện thực. Hiện tại trận chiến mà Joshua muốn là người giành chiến thắng trong cuộc đối đầu giữa Welder và Fury. Chúng tôi từng đàm phán trước đó, song cả hai đều từ chối khoản chia lợi nhuận 60-40. Giờ đây thì chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc gửi đề nghị là 50-50, bởi nếu không trận đại chiến sẽ không bao giờ xảy ra. Ông bầu của Joshua cho biết. Bên cạnh đó, ông chủ của Merum Boxing cũng xác nhận bất kỳ trận đại chiến nào cũng có thể diễn ra ở Ả Rập Xê Út. Khi nơi này trở thành nơi tổ chức thành công trận tài đấu giữa Joshua và Ruiz hồi năm ngoái. Chúng tôi đã nhận được một lời đề nghị khổng lồ cho trận tư hùng nảy lửa tại Ả Rập Xê Út. Chúng tôi có mối quan hệ với đối tác ở đó. Họ đã bỏ tiền ra tổ chức trận đấu giữa Joshua và Ruiz. Mọi thứ họ hứa hẹn, họ đều thực hiện đầy đủ. Hia chia sẻ. Các bạn hãy đăng ký kênh youtube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo.